Hello Nam, hôm nay mình sẽ case mình coi thử cái tông đồ thử nó có gì. Thì cái này theo mình nghĩ nó rất là lợi, mà mình không cần nhiều, mình không có màu mè, mình chỉ cần 5 phút thôi để mình coi thử cái tông đồ thử nó có bằng gì. Rồi mình đánh lên xuống, nếu đánh được hết được, đánh được không hết được cũng không sao đâu. Mà thường thường mấy cái bài trước nó coi cái video thì nó rất chán, nhưng mà lúc bạn đánh cái thấy cái nó rất tốt cho cái tay và rất tốt cho đầu óc mình. Như vậy mình ví dụ bấm, người ta kêu đóng đô thứ là mình biết nó có hợp âm gì liền, thì nó lợi vô cùng. Thôi mà ha, mà nó nằm trên tay mình nữa thì nó còn lợi hơn nữa ha. Thì mình vô mình coi thử nó bấm đâu. Mình đầu tiên là mình biết nó ngay đây rồi, đây là thường xuyên bấm cái thông dụng nhé. Thì mình đánh nó trước ha, mình cứ đánh cái thông dụng trước để cho mình quen với nó trước cái nè. Rồi sau đó mình làm gì tính sau á. Thì đô rê ha, rê là nó gì mà bậc hai à. Ha, đô rê đô rê mi, thì biết mi mi này là mi giảm ha, mi giảm thì nếu mà mi giảm thì làm là cái trưởng tương ứng của đô. À, nhớ cái điều đó ha, mà cái này mình nên nhớ. Đô rê bậc ba là tương ứng ha, mi à pha, mi rồi tới pha, son la giảm, si giảm đô, nhớ mà. Ví dụ như nói, ví dụ như đánh này từ từ bạn kiếm mấy cái vòng hòa thanh mà bạn quen thuộc á, mình đánh dụ như kiếm mấy cái đó đánh. Nhưng mà bây giờ hôm nay mình cày cho nên mình đánh từ trên xuống dưới, mình đánh một vị trí á, đô đô rê mi fa son son thứ la giang si đô. Tiếp theo á, đô rê đánh đâu, rê này rê gì ta, đô rê thời đánh xong đô rê đâu nữa, rê đây thì son pha pha đây lòng son đây la ngay đây nè, bác la si đó. Mình hơi thấy không bình tĩnh đúng không? Nếu mình không bình tĩnh mình nhìn lại ha, mình đánh chậm lại ha, la đô 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 ha, đồ này nè ha, đồ mà mình đánh ngược lên ha, mình đánh đồ rê, nó này nó rê nè, hơi khó bấm á. Rê là rê, nó bậc hai, rê gì mấy em ạ, đô rê mi ngay phía trên, mi ngay đây thì pha ngay đây, son mi đây, mi giảm mi đây nè, pha
son 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 thứ son son la ngay đây đây la giảm la ngay đây la giảm ngay đây ha la si vàng đó, bạn thấy không, mình hơi vàng vàng, mình làm lại nha. Đồ đồ ngay đây thì mình rê ngay đây luôn ha. Rê đồ rê, nếu bạn biết thế bấm dìm á thì mình có một cái video chạy hết, mình hướng dẫn hết tất cả các thế bấm của bấm dìm và bấm thứ hai của tông la của tông thứ mà ha. Quen nó tặc vậy đó không? Do re rồi bắt đầu mi 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 là ngay đây nè, mình đánh đây nè, mình đánh giống như son á ha, là mà hay do re 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 mi mi fa so fa son 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 đây nè, đánh đây son son la la cái này sing ở đây đúng làm lần lần nữa nè, ngồi sát vô ở đây thì mình đánh, tại vì mình cũng đánh hơi bị chật, hơi bị không có nhanh, nhờ nó cái dạng mi mi thứ các bạn ha. Rê mi 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 thì mình đánh son á, đánh cái này son, còn lại hết đồ rê mi là nó vậy đó. Đó, nhưng mà mình không đánh, vậy mình đánh ở đây rê đánh này này đồ, làm lại rê mi pha ngay đây son ngay đây pha pha ngay đây son ngay đây son này nốt này nó son này nó son này pha son này son thứ, hay là mình đánh son thứ trên đây ta, thôi đánh son thứ trên đây kìa, đánh đây này son son thứ này son tươi la la thì la ngay đây bạn, này không phải này xì giảm son la la giảm cái này, đánh thế của đô trưởng à, làm lại ha, đi hai ba son fa 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 đây thì son này fa son la si do, chỉ có cái nốt này mình hay bị ấy nè, khó chịu một chút nè, nó son á, son 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 thứ, cái này là triad không mà son đây si rồi đánh rê trường được hả ha, thì mình lên tiếp cùng vậy thôi à, đô 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 nghe đô 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 thứ ngay đây mà đánh giống rê thứ gì đó mà nó giảm xuống à, rê thứ ngay này đô ngay đây rê ngay khó bấm đô đi đi đây 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 là giảm năm này ha, làm lại nữa ha, đô đô đi
vòng này mình đã lên mi mi đây thì pha mình đánh sao pha pha đánh sao đây ta pha đây nè pha này pha son la si do làm lại hết nó giảm luôn. Tê tê. Lặp lại một lần nữa nha bạn. Cái này mình nếu mình không tập là mình không có nào đánh được đâu bạn. Yeah. Nên mình phải tập mà nó nhiều khi nó cũng hơi không có dễ ha. Này là đô. Nó đô ha. Đây này nè bạn ha. Nhưng mà mình đánh này luôn mà mình đánh này đây này đánh đồ này ha đồ mi mi fa fa son la si các bạn, vậy là nên tập đẹp lại nhiều lần ha. Lần đầu có thể mình mất 10-15 phút nhưng mà 10 phút nhưng mà mình cứ xoay vòng vậy, chừng tới lần thứ 10 là mình chỉ mất có 5 phút thôi ha. Thì cái này mình đánh đồ ở đây, bây giờ mình đánh đồ ở đây, cái nốt này đánh đường. Rê đây thì đánh lại ha đồ nên đồ rê mi đúng không mi là tại vì pha đúng không và son thứ tiếp la đúng không si cái đồ này mình đánh đây thôi. Đánh ngay đây nữa thì nếu vậy mình đánh vậy mình thả nó anh ta, mình chỉ bấm ba chỗ tay một này chỗ này này chỗ này với chỗ này thì nó ra là cái đô thứ. Cho nên nếu mà đánh đô thứ mà mình đánh ba sợi dây này với sợi dây son nữa ha. Là ra đô thứ đó đô đô rê 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 vậy mà rê gì mi thì nó ngay đây vậy đây pha son quá dễ phải không son la giảm si giảm đô cái đô này xài hơi nhiều bạn cho nên là mình nên tập ha. Rất nhiều bài rất nhiều ca sĩ hát cũng đồ thứ nó cũng hơi ngặt tại vì nó là mi giảm, nó không có cái gì tự nhiên trong đây, nó có cái đồ tự nhiên nhưng mà nó cái lại khi mình nập mình coi nó có nốt nào giảm đồ rê mi giảm pha son la giảm si giảm đô ba nốt giảm, nốt giảm thứ nhất, nốt giảm thứ hai, nốt giảm thứ ba đồ rê mi mi giảm đồ mi pha son la giảm si giảm đô. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.